Chuyên gia châu Âu vạch mặt thẳng thừng tiết lộ về con người thật của huấn luyện viên Chu Dê, người hâm mộ uất nghẹn. Trận thua 0-1 của đội tuyển Việt Nam trước Iraq đã để lại những câu hỏi trong lòng người hâm mộ và giới chuyên môn rằng tại sao huấn luyện viên Chu Dê lại không sử dụng những cựu binh ngôi sao mà ông đang có, đặc biệt là Hoàng Đức. Tiền vệ này đã không được ra sân một phút nào trong cả hai trận vừa qua. Về việc tại sao Hoàng Đức không được sử dụng, thì huấn luyện viên Chu Dê đã lý giải rằng ông thấy tiền vệ này chơi chưa đủ tốt và ông muốn cậu học trò phải nỗ lực hơn nữa. Huấn luyện viên Chu Dê chia sẻ, hiện tại theo đánh giá của tôi, Hoàng Đức là cầu thủ tốt, nhưng ở đẳng cấp này, cậu ấy chưa đủ tốt. Tôi muốn cậu ấy nỗ lực hơn nữa, tôi muốn thúc đẩy cậu ấy phát triển hơn nữa và mong cậu ấy hiểu điều này. Ngoài Hoàng Đức, huấn luyện viên Chu Dê cũng không sử dụng những công thần lâu năm của đội tuyển như Hùng Dũng hay Bùi Tiến Dũng. Chiến lược gia người Pháp đã tuyên bố rằng, ông không chọn cầu thủ dựa trên danh tiếng và thành tích của cầu thủ đó trong quá khứ cơ hội sẽ được chia đều cho tất cả mọi người không ai là ngoại lệ cả cách lựa chọn nhân sự của huấn luyện viên chu dê dù còn gây ra những tranh cãi ông steve W chuyên gia bóng đá giàu kinh nghiệm người anh đã thẳng thắn bình luận rằng tất cả đều thấy đều hiểu chỉ một người không hiểu trong bất kỳ một công việc người mà thù hằn cá nhân đa nghi bảo thủ sẽ không bao giờ làm được những việc lớn cả và nếu có cũng chỉ là nhất thời may mắn thôi ông steve W tiếp tục Hồ sơ của Chu không có gì là nổi bật, kinh nghiệm dự quân cấp của ông đã diễn ra cách đây 20 năm. Ở giải đấu năm đó, tuyển Nhật Bản cũng không cần đá vòng loại bởi lẽ họ là đồng chủ nhà với Hàn Quốc. Sau một chút thành công ở Nhật Bản, Chu liên tục thất bại từ Qatar, Mexico và Maroc. Đáng chú ý, Chu đã bị Maroc sa thải chỉ sau 2 tháng vì bất đồng quan điểm. Trước đó ông cũng phải rời Qatar và Mexico vì kết quả dưới yêu cầu. Tiếp sau đó, Chu Zê tiếp tục gặp vấn đề ở FC Ryukyu của Nhật Bản và câu lạc bộ Thâm Quyến của Trung Quốc. Ông chính là huấn luyện viên khiến Thâm Quyến trở thành câu lạc bộ đầu tiên từng vô địch quốc gia trong lịch sử Trung Quốc phải xuống hạng. Vấn đề của Chu Zê tại đây là trẻ hóa đội hình bất chấp kết quả. Khi bị người hâm mộ chỉ trích, huấn luyện viên người Pháp đáp trả bằng tuyên bố: "Nếu ai không thích hoặc nghi ngờ ông thì đừng đến xem Thâm Quyến thi đấu." Sau cùng Chu Dê bị câu lạc bộ thâm quyến sa thải vì bỏ mặc đội bóng để trở lại Pháp vào một kỳ nghỉ định kỳ theo hợp đồng của ông. Sau thâm quyến, Chu Dê một lần nữa thất bại tại CS Sfasien của Tucinia và câu lạc bộ chiết giang ở Trung Quốc. Sự nghiệp của Chu Dê ngắt quãng 3 năm trước khi ông được PVF mời về làm giám đốc kỹ thuật. Nếu đánh giá chi tiết hành trình của Chu Dê, người ta có thể nói rằng ông đã hết thời từ 20 năm trước. Kể từ khi rời tuyển Nhật Bản, Dấu ấn lớn nhất mà huấn luyện viên người Pháp tạo ra ở các đội bóng ông đang làm việc là tranh cãi với ban lãnh đạo, với liên đoàn và với người hâm mộ. Tại Việt Nam, Chu Dê chỉ dẫn dắt đội trẻ, không đặt nặng thành tích là U19 và không chịu áp lực như đội U23 hay đội tuyển quốc gia. Thời gian làm việc thực tế của Chu Dê cũng bị cắt ngắn vì đại dịch, khiến các xung đột giữa ông và VFF cũng như các cầu thủ và giới mộ điệu không phát sinh. Câu chuyện hoàn toàn khác nếu huấn luyện viên người Pháp cầm đội tuyển quốc gia ngoài ra khác biệt văn hóa cũng là một dấu hỏi lớn nền tảng tạo nên thành công của huấn luyện viên park hang seo là sự gần gũi huấn luyện viên người hàn quốc thích nghi một cách đáng kinh ngạc với văn hóa bóng đá việt nam thân thiết với các cầu thủ như người thân trong gia đình đây là điều một huấn luyện viên châu âu như chu dê khó lòng làm được để thành công ở một đội bóng đặc biệt là một đội tuyển quốc gia thì chuyên môn chỉ là một phần phần còn lại liên quan đến các kỹ năng mềm mà không phải ai cũng có hoặc là ai cũng hợp. Đây cũng có thể xem là lý do khiến huấn luyện viên Chuze mát tay với các cầu thủ trẻ nhiều hơn. Ở cấp độ trẻ, chuyên môn là yếu tố quyết định vì không có quá nhiều vấn đề bất thành văn xung quanh triết lý chiến thuật được xem là trái ngược giữa Chuze và Park Hang Seo cũng có thể trở thành vấn đề lớn ở tuyển Việt Nam. Cần biết rằng tuyển Việt Nam đã thi đấu theo phong cách của huấn luyện viên Park Hang Seo suốt 5 năm qua. 9 tháng trước, huấn luyện viên Chuze tuyên bố World Cup 2026 tăng lên 48 đội, châu Á có 8,5 suất nên không nằm ngoài tầm với của tuyển Việt Nam. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng thể hiện tham vọng với bản hợp đồng dành cho huấn luyện viên Chu Dê kéo dài đến hết World Cup 2026. Mức lương của nhà cầm quân người Pháp cao nhất trong lịch sử đội tuyển Việt Nam. Trong suốt 9 tháng, huấn luyện viên Chu Dê nói đi nói lại về triết lý bóng đá của mình, kèm theo thông điệp thay đổi để đội tuyển Việt Nam vươn tầm châu Á và ra thế giới. Ông tái khẳng định vào tháng 10 với quan điểm triết lý mới để hướng đến quân Cup, cũng như có kế hoạch dành cho khoảng 80 cầu thủ được sàng lọc kỹ lưỡng nhằm phục vụ lối chơi mới. Tấm vé dự World Cup 2026, nếu nhìn theo năng lực thì tuyển Việt Nam phải vào nhóm 8 đội mạnh nhất châu Á, tương ứng 8 đội giành vé trực tiếp và một đội đá playoff 0,5 suất. Đối thủ của Việt Nam vào tối ngày 21 tháng 11, đội tuyển Iraq có hạng 7 châu Á, xếp sau Nhật Bản Iran, Hàn Quốc, Úc, Ả Rập Xê Út và Qatar. UAE xếp thứ 8, Oman hạng 9. Có nghĩa là Việt Nam muốn dự World Cup 2026 phải cạnh tranh với Iraq, Oman, UAE, Qatar và những đối thủ tiềm năng khác như là Uzbekistan, Trung Quốc, Jordan hay Bahrain. Bàn thắng của Mohanad Ali ở phút bù giờ thứ 6 khiến Việt Nam thua 0-1. Huấn luyện viên Chu Dê có quyền tiếc nuối khi Việt Nam đã ở gần tỷ số hòa không đều nhưng cần nhìn thẳng vào sự thật về trình độ của hai đội có tham vọng dự World Cup 2026. Tuyển Việt Nam lép vế trong phần lớn thời gian của trận đấu. Bàn thắng của Mohanad Ali giống như kết quả xứng đáng cho đội khách. Tuyển Việt Nam có lợi thế sân nhà, nhưng 45 phút đầu tiên cho thấy sự chênh lệch lớn giữa hai đội. Iraq áp đảo toàn diện với nhiều cơ hội ăn bàn, trong khi đội chủ nhà không có nổi một tình huống tấn công bên 1 phần 3 sân đối thủ. Cả hiệp 1, tuyển Việt Nam không có nổi một pha dứt điểm và nhiều đường truyền sai số. Hồi tháng 10 năm nay, Việt Nam đã thua Uzbekistan với kịch bản khá giống trận đấu với Iraq. Đội bóng của huấn luyện viên Chu Dê cũng không có nổi một pha dứt điểm về phía đối thủ. Điểm khác biệt là Uzbekistan tận dụng tốt cơ hội nên sớm có bàn thắng trong hiệp 1 và có thêm bàn thắng ở hiệp 2. Cần nhắc lại, Việt Nam từng thua Iraq 2-3 vào năm 2019 với hai lần dẫn trước ngay trong hiệp 1. Việt Nam đã thua ngược 2-3 khi Ali Adnan sút phạt hàng rào đẹp mắt ở thời gian bù giờ. Nếu nhìn vào màn trình diễn hiện tại thì trình độ tuyển Việt Nam không được nâng tầm. Bởi có lợi thế sân nhà trước Iraq nhưng không có pha dứt điểm nào. Huấn luyện viên Chuje rõ ràng chưa nâng tầm tuyển Việt Nam như lời hứa. Trong thế giới bóng đá đầy rẫy những lời hứa và hy vọng, huấn luyện viên Philip Chuje của đội tuyển Việt Nam đang đứng trước sự hoài nghi lớn từ phía người hâm mộ và giới chuyên môn. Câu hỏi được đặt ra không chỉ xoay quanh kỹ thuật huấn luyện của ông, mà còn về khả năng thực hiện lời hứa và kế hoạch mà ông đề ra. Đối với nhiều người, Chu Dê dường như chỉ giỏi nói phép mà thiếu hành động cụ thể để chứng minh cho những tuyên bố của mình. Lịch sử huấn luyện của Chu không thiếu những kỳ công, đặc biệt là quãng thời gian ông dẫn dắt tuyển Nhật Bản. Tuy nhiên kể từ đó, thành tích của ông không còn nổi bật như trước. Các giai đoạn huấn luyện tại Qatar, Mexico, Maroc và đặc biệt là câu lạc bộ Thâm Quyến của Trung Quốc đã không mang lại kết quả như kỳ vọng. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi về khả năng thực sự của Chu Dê khi đối mặt với những thách thức và áp lực mới. Tại Việt Nam, huấn luyện viên Chu Dê nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý với những tuyên bố mạnh mẽ về việc đưa đội tuyển lên một tầm cao mới. Ông thậm chí còn đặt mục tiêu tham dự World Cup 2026 cho đội tuyển tuy nhiên những gì diễn ra trên sân cỏ lại không phản ánh được những lời hứa đầy ấn tượng đó sự lựa chọn nhân sự và chiến thuật của ông trong các trận đấu quan trọng đã khiến nhiều người nghi ngờ về khả năng và phương hướng mà ông đang áp dụng sự nhất quán giữa lời nói và hành động của huấn luyện viên chu dê được thể hiện rõ ràng qua việc ông không sử dụng nhiều cầu thủ có tài năng và kinh nghiệm trong các trận đấu quan trọng một ví dụ điển hình là việc tiền vệ hoàng đức một trong những ngôi sao sáng của bóng đá việt nam không được ra sân trong những trận đấu quyết định. Lý giải cho quyết định này, Chu Dê chỉ đơn giản cho rằng Hoàng Đức chưa đủ tốt, một lập luận khóa mơ hồ và không thuyết phục, đặc biệt khi xem xét đóng góp của cầu thủ này trong quá khứ. Không chỉ vậy, phong cách lãnh đạo của Chu Dê cũng đặt ra những dấu hỏi lớn, khác biệt với huấn luyện viên Park Hang Seo, người tiền nhiệm của mình. Chu Dê không thể hiện sự gần gũi và hiểu biết với văn hóa bóng đá Việt Nam. Cách tiếp cận của ông mang tính chất châu Âu, xa cách và nghiêm khắc, có thể không phù hợp với tâm lý và văn hóa của các cầu thủ Việt Nam. Thêm vào đó, những tuyên bố lớn lao về việc đưa đội tuyển Việt Nam đến World Cup 2026 dường như không dựa trên một kế hoạch cụ thể và thực tế. Trong khi việc đặt mục tiêu cao là điều cần thiết để phát triển, sự thiếu vắng của kế hoạch hành động rõ ràng và việc không đáp ứng được kỳ vọng đã khiến niềm tin của người hâm mộ và giới chuyên môn vào Chu Dê giảm sút. Những kết quả thất vọng trên sân cỏ Càng làm sâu sắc thêm nghi ngờ về khả năng thực sự của Chu Dê Việc đội tuyển không thể thể hiện sự cải thiện rõ rệt về mặt chiến thuật và kỹ năng Cũng như sự thiếu ổn định trong các trận đấu Làm minh chứng cho thấy các chiến lược của Chu Dê có thể chưa phù hợp Hoặc chưa được thực hiện đúng cách Ngoài những vấn đề về quản lý nhân sự và triết lý huấn luyện Cách tiếp cận truyền thông của huấn luyện viên Chu Dê cũng có một điểm gây tranh cãi Thay vì tập trung vào việc xây dựng và phát triển đội bóng từ bên trong Chu Dê dường như lại chú trọng vào việc tạo ra những tuyên bố hùng hồn trước truyền thông. Điều này có thể tạo ra áp lực không cần thiết cho cầu thủ và đội ngũ, đặc biệt khi kết quả trên sân không phản ánh những lời hứa mà ông đã đưa ra. Sự thiếu nhất quán giữa lời nói và hành động càng trở nên rõ ràng hơn qua những trận đấu quan trọng, nơi mà chiến thuật và quyết định của Chu Dê không mang lại kết quả như mong đợi. Điều này không chỉ làm mất lòng tin của người hâm mộ, mà còn gây ra sự mất niềm tin trong đội bóng là yếu tố then chốt để xây dựng một tập thể mạnh. Đặc biệt trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ, với những kỳ vọng cao từ phía người hâm mộ và giới chuyên môn, việc một huấn luyện viên không thể hiện được khả năng thực sự phù hợp với mục tiêu và tầm nhìn của đội tuyển là một vấn đề lớn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến kết quả thi đấu, mà còn ảnh hưởng đến tâm lý và sự phát triển của cầu thủ. Trong khi huấn luyện viên Chu Dê có thể là một nhân vật có kinh nghiệm và từng có những thành công nhất định trong quá khứ. Những bất ổn và thất vọng gần đây đã khiến nhiều người nghi ngờ về khả năng và phù hợp của ông với bóng đá Việt Nam hiện tại. Sự thiếu hòa nhập với văn hóa và tâm lý cầu thủ, cùng với những tuyên bố lớn mà không có kết quả thực sự, đã tạo ra một hình ảnh không mấy tích cực về huấn luyện viên này trong mắt công chúng.